Xin giới thiệu với cả nhà, đây là vườn bưởi nhá. Vườn bưởi giống mới của mình, gọi là bưởi canh diễn giống mới. Mình đặt tên cho nó là canh diễn giòn. Cây lên rất là khỏe. Đây là trồng sen ở trong chè mà nó đã mấy năm rồi, vừa rồi mà nó lại lên như thế này. Cành mình chiết nhá, chiết trong vườn ra. Đó, đây là vườn nhá. Ở đây mình tiến hành, hôm nay mình sẽ tiến hành là cắt vệ sinh và cắt tạo tán nhá. Cũng nói thẳng luôn các bạn là mình cũng không có thời gian, cho nên là hôm nay là đã là sang là tháng 2 âm lịch đầu năm 2020. Bưởi thì cứ đầu năm là nó ra lộc, mình cuối năm mình bận không làm được, nên bây giờ mình nó ra lộc mình tiến hành mình cắt để mình bỏ cả hoa luôn để không cho nó ra quả. Mình nuôi này, mình cắt tạo tán nhá. Đây, mình đã cắt ở dưới kia rồi đấy nhá. Đấy, những cây mình đã cắt rồi. Cây mình vừa cắt tạo tán này. Cái thân này để quá dài. Mình sẽ để cái này để nó bây giờ nó bật mầm đây. Tới đây nó bật mầm. Cũng sót lắm nhưng mà nhìn chung là cắt như này sót lắm nhưng mà cũng phải làm thôi, biết làm sao được. Bởi vì nếu không là cái cây nó cứ von von như thế này. Đấy, nó cứ von von nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nhá. Vừa vệ sinh nhá, vừa vệ sinh cây vừa cắt. Nói chung là mỗi người một cái cách làm khác nhau, mình cứ làm theo cái phương pháp của mình. Đấy. Sang năm mình sẽ quay lại, sau khi cắt này sang năm mình sẽ quay lại là mình cho các bạn xem, quay lại cái điểm này mình cho các bạn xem thì sẽ thấy là nó sẽ đẹp như thế này. Shop. Nhưng mà phải thế thì nó mới mở, nó mới ấy được, nó mới đẹp được. Những cái thân giữa mình cắt cao lên, cắt vọt cao lên, đấy, cao lên làm ngọn. Trồng thì năm bao nhiêu nhỉ, năm 2017 hay 18 nhỉ, 2018. Những cái cành mà cái này cắt bỏ đi, cái này xong là nó bật lộc đẹp lắm, thái nó to ra quả, toàn lộc mới luôn. Bưởi này của mình là ở trên đất đồi cho nên là mình cũng không cần nó cao lắm và cho để cho nó dễ chăm sóc nữa. Cho nên là mình thấp xuống. Như cái cắt như này là sau là một lớp cành như này nó bật ra. Thế xong là lên. Có thể mình chỉ cắt một lần này thôi. Người ta là cắt rất nhiều lần. Nhưng mình chỉ cắt một lần thôi. Vườn này là 9.000 mét nhé. 9.000 ha. Trồng cũng được tương đối nhiều bưởi đấy. Khoảng vài năm nữa thì bưởi tốt thì sẽ tiến hành là phá vỏ chè. Bây giờ cái chè nó đang đẹp. Đấy. Mít trời luôn. Thấy không? Mít trời luôn đẹp.
Đấy. Giờ cắt. Cắt không biết là cắt cho thế hết à. Đấy nhá. Thấy không? Những cây kia cắt rồi nhá. Thấy không? Đấy, những cây cắt rồi. Đây là vườn bưởi này, ngắm lên núi Ba Vì nhá. Cái vườn này của mình là cách làng văn hóa khoảng 2 km. Bên kia là cái trục đường làng văn hóa đấy. Trục đường làng văn hóa lên. Đấy, khu vực vườn đẹp không? Đấy, từ giờ đến tối sao cắt hết chỗ này. Mệt lắm. Rất là mệt. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn. Đây là bưởi diễn giòn Ba Vì. Xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, gặp nhiều may mắn.